Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X-Studio và đây là bản tin New ngày 13 tháng 2. Như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, vào tháng 9 năm ngoái thì biết bao fan hâm mộ của Táo Khuyết đã phải ấm ức khi mà Apple khai tử chiếc iPhone SE sau khi trình làng các thế hệ iPhone 2019. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy là Apple sẽ hồi sinh chiếc smartphone với màn hình nhỏ như thế này. Nhưng hy vọng dù rất nhỏ nhoi thì vẫn đang được nung nấu. Hy vọng này đến từ việc Apple bất ngờ bán trở lại chiếc iPhone SE dưới dạng trong mục bán dọn kho. Không dừng lại ở đó thì sau khi bán trở lại, iPhone SE nhanh chóng được bán hết veo chỉ sau ít giờ mở bán. Thậm chí thì nhu cầu cho chiếc smartphone này cao đến mức Apple đã có thêm 2 lần thông báo bán trở lại iPhone SE dưới dạng trong mục bán dọn kho này. Tiếp tục thắp lên hy vọng cho người dùng thì nhà thiết kế Gunhilly đã xây dựng một bản concept iPhone SE 2. Tại đây thì iPhone SE 2 có thể đánh gục bất cứ một fan của Táo Khuyết nào với thiết kế màn hình với viền bezel siêu mỏng kết hợp với tai thỏ đặc trưng. Cùng với đó thì mặt sau của thiết bị sẽ sử dụng chất liệu kính phục vụ cho tính năng sạc không dây. Và nhà thiết kế Gunhilly thể hiện bản concept iPhone SE này với nhiều tùy biến màu sắc bao gồm vàng, đỏ, bạc và xanh. Có lẽ một trong số những chiếc smartphone có được sự chú ý nhất của thị trường hiện tại chính là Sony Xperia XA3 khi mà các thông tin về chiếc điện thoại này đang ngày càng dày đặc. Và mới đây thì một đoạn clip ngắn dài 59 giây được Japan Arena đăng tải cho thấy hình ảnh bằng xương bằng thịt của XA3. Mặc dù đoạn quay khá là vội vã và chất lượng không thực sự tốt, nhưng chúng ta đã nắm được phần nào những thông tin chính xác về chiếc XA tiếp theo của nhà Sony. Cụ thể thì XA3 dường như được trang bị màn hình khoảng 6 inch và tỷ lệ là 21:9, khiến tổng thể của máy trông khá là cao so với các smartphone hiện nay. Trong khi đó thì cạnh dưới viền thì khá là mỏng, trên thì lại dày, là nơi đặt camera và cảm biến, loa và hàng loạt các bộ phận khác của máy. Điều này thì đã khá khớp với những tin đồn trước đó về chiếc XA3 sử dụng màn hình 5.9 inch được phân giải là 1080x2560 pixel. Bên cạnh đó thì phiên bản XA3 Ultra sẽ sử dụng màn hình lớn hơn là 6.5 inch về tỷ lệ ở mức tương tự. XA3 được cho là sẽ sở hữu RAM là 4GB và đi kèm bộ nhớ trong là 64GB, pin là 3500 mAh và có cụm camera kép ở phía sau 23 và 8 megapixel. Dự kiến thì chiếc XA3 này sẽ được trình làng tại sự kiện MWC 2019 tới đây, cùng với đó là chiếc Z4 nữa. Bộ xử lý thế hệ mới tiếp theo của Apple trong năm nay hứa hẹn sẽ còn vượt xa cả bộ đôi Snapdragon 855 và Exynos 9820, tiếp tục đứng vị trí ngôi đầu trên bảng hiệu năng. Được biết, chip xử lý A13 sẽ được TSMC gia công, quá trình sản xuất sẽ bắt đầu triển khai vào quý 2 năm nay. Người dùng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của A13. Vì trước đây thì TSMC đã có kinh nghiệm sản xuất chipset A10, A11 và A12 từ 2016 đến nay. Ngay cả Qualcomm cũng thuê tập đoàn Đài Loan này để có thể gia công cho chipset của Snapdragon 855. Trước đây thì không chỉ có TSMC mà cả Samsung cũng tham gia vào công cuộc sản xuất chipset cho Apple. Tuy nhiên vì những lợi thế trong cạnh tranh trong những năm gần đây, cho nên là Apple đã không muốn phụ thuộc vào Samsung nữa. Thay vào đó thì Samsung sẽ tập trung vào một số thành phần khác, nổi bật là phải kể đến màn hình OLED. Bộ vi xử lý A13 sẽ áp dụng quy trình thiết kế 7 nanomet tương tự với Snapdragon 855. Vì thế mà sức mạnh của A13 tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với đối thủ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Năm ngoái thì Snapdragon 845 cũng bị A12 hất cẳng, thậm chí là cả A11 Bionic cũng phải khiến cho Snapdragon 835 thắng thua nữa. Một diễn biến khác là hiện Samsung đã đầu tư khoảng 6 tỷ vào nhà máy sản xuất chipset theo chương trình 7 nanomet, nhưng sản phẩm vẫn hiện chưa hoàn thành xong. Vì thế trong năm nay thì A13 vẫn chỉ có một đối thủ xứng đáng là tên bàn cân duy nhất đến từ Qualcomm, chính là 855. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những thông tin mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi X-Studio và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều về dưới phần luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!